ai nói chơi game là xấu. Nếu nó chơi Liên Minh là xấu thì anh nói thiệt nha, chơi bóng rổ nó cũng vậy à. Tại vì chơi Liên Minh á là mình cũng phải tính toán từng đường đi, nước bước trên bản đồ, quan sát ý đồ của đối phương. Chưa kể, nó giống bóng rổ ở chỗ là các bạn phải biết được điểm mạnh, điểm yếu của từng thành viên trong đội của mình, giao tiếp, tổ chức tấn công, phòng thủ. Người ta nói là chơi game là không có tương lai. Vậy thì game thủ người ta kiếm vài trăm triệu một năm kìa. Rồi lại nói là có cả triệu đứa chơi game mới có hình thiểu số kiếm được tiền. Anh đồng ý. Nhưng nhiều người chơi cờ vua, cờ tướng rồi cũng chỉ có thiểu số các kiện tướng mới thật sự kiếm được tiền mà thôi. Cho nên bản chất của game là game. Liên Minh hay là PUBG nó là game, thì bóng đá, bóng rổ, cờ vua nó cũng là game. Game nào chơi vừa phải nó cũng có lợi, mà chơi nhiều, cực đoan nó đều có hại hết. Thật ra con trẻ nghiện game không phải là vì game mà vì một lý do khác. Khi phải dành quá nhiều thời gian để học cái thứ mình không thích, không được lắng nghe, cô đơn, trẻ sẽ tìm đến game như là nơi để giải tỏa, để chạy trốn. Đó là lúc mà sự nghiện ngập xuất hiện. Cho nên chỉ cần không bị ức chế, luôn được kết nối, lắng nghe, được tôn trọng và hỗ trợ, chúng ta sẽ không rơi vào sự nghiện ngập.